Trân trọng kính chào quý khán thính giả đang đón xem chương trình SPTN Morning với đội Dũng bà Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 16 tây tháng 7 năm 2024. Xin chào anh Tường Thắng. Dạ vâng, từ xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Xin chào anh Mai Phi Long. À, Sự chúng tôi xin bắt đầu vào phần tin tức ngày hôm nay với một cái tin breaking news. Sáu người Việt Nam tìm, tìm thấy đã chết ở tại Bangkok, thủ đô Thái Lan. Và cái câu chuyện này và bên phía Thái Lan họ đến một cái nhà hàng, một nhà hàng trong khách sạn và phát hiện ra 6 người Việt Nam bị chết à, xin mạng kỹ thuật. Không biết lấy được cái hình ảnh đó chưa? À, chúng ta cho mọi người xem. Và anh Thắng, anh có cái phần chi tiết, những người thông tin về nhân thân của những người Việt này là như thế nào? Ta? Dạ vâng, à, trong 6 người mà người ta tìm thấy à, chết, đó thưa anh Mai Phương Long, thì đây là danh sách của 6 người. À, người thứ nhất là bà Sherin Chong, Bà này là 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, ra vào Thái Lan đã 5 lần. Người thứ hai là ông Đặng Văn Hùng, 55 tuổi, quốc tịch Mỹ, ra vào Thái Lan lần đầu tiên, đây là một lần. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ra vào Thái Lan 17 lần. Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi. Ông này Phạm Hồng Thanh, chính 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ra vào Thái Lan một lần, đây là lần đầu tiên. Đinh Trần Phú 37 tuổi ra vào Thái Lan tổng cộng là 11 lần không thấy cho biết là quốc tịch Mỹ hay là quốc tịch Việt Nam người kế tiếp là Nguyễn Phương Nguyễn Thị Phương 46 tuổi ra vào Thái Lan 3 lần cũng không cho biết rằng là đây là người quốc tịch Mỹ hay là quốc tịch Việt Nam à, hiện tại đó thì theo cảnh sát Thái Lan cho biết thì họ tìm thấy bốn xác chết uh, ngay uh, ngay tại cái bàn ăn và hai cái xác chết ở trong phòng ngủ Thì có thể là ở trong cái phòng à, khách sạn của mình Thì có hình như là anh có cái tên của khách sạn thì phải ừ. Thì trong đó người ta thấy là, là ở trên bàn đó Có trà, có cà phê à, Cho nên họ nghĩ rằng là có thể là sáu người này đã bị ngộ độc à, Hiện tại thì một người sống sót duy nhất trong trường hợp này đó là một à, người dẫn tour Thì người dẫn tour này đã bị cảnh sát câu lưu và đang à, à, coi như là à, kính thưa quý giả đang điều tra thì tình đó là cái tình hình thái à, tình hình mới nhất cho biết và vụ này nó xảy ra ở tại à, khách sạn Grand Hyatt à, Arwann à, khách sạn Grand Hyatt Arwann ở tại thủ đô Bangkok Thái Lan à, đó là cái tình mới nhất mà chúng tôi nhận được ngày hôm nay thưa quý khán giả thứ vị trong cái việc này chúng tôi thấy là chưa có rõ là nội dung là vì sao À, những người này bị thiệt mạng thì mới có khám phá ra cái sự việc này mà thôi thì chúng ta sẽ phải chờ đợi trong thời gian tới chính quyền địa phương họ sẽ điều tra về việc này thì trong việc này sẽ vừa có người gốc Việt và người, người Mỹ gốc Việt người Việt ở Thái Lan và người Việt ở Việt Nam. Dạ, yeah. dạ yeah, đúng vậy như vậy. Dạ. Yeah. À, thì theo cái bản tin của Reuters cho biết đó thì mới đầu á. Um người ta cho rằng là sáu người này đã bị bắn chết nhưng mà khi cảnh sát điều tra thì họ nói là không sáu người này không bị bắn chết bởi vì không có dấu hiệu à, súng nổ và cũng không có dấu hiệu à, bị trúng đạn à, trên trên người của những người này thì họ cho biết rằng là vào khoảng năm giờ ba chiều đó thì à, phía bên à, nhân viên của khách sạn nhà hàng khách sạn Grand Hyatt Aerowan mới báo cáo cho biết là, là họ tìm thấy sát chết à, và trong cái trong cái khách sạn này, cái xưa quý giả nó có tổng cộng là 350 phòng. À, như anh Mai Phê Long vừa trình bày thì cho tới bây giờ vẫn không biết được à, là lý do gì chết và cảnh à, thủ tướng của Thái Lan đã ra lệnh phải điều tra vụ này. Bởi vì nó có dính dáng đến à, công dân của Hoa Kỳ. Phía bên tòa à, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan cũng như tòa đại sứ cộng sản Việt Nam đã được thông báo về à, những người mà mang quốc tịch à, để điều tra thêm trên anh Mai Phê Long. Vâng. Đó là chuyện không vui sáng ngày hôm nay liên quan đến 6 người Việt Nam bị thiệt mạng ở tại Bangkok. Sang qua thì tình hình thị trường của Hoa Kỳ thưa quý vị sáng ngày hôm nay phải là là tin vui vô cùng. Đau Jones lên trên 40 ngàn mà bây giờ ở mức là 40.782 Wow, anh thắng cách đây chừng 2 ngày tôi đã chú ý là chỉ có mới có 39.700. <laughs> bây giờ tự nhiên lên một lúc là 500 điểm. Nó lên 500 điểm wow. á thưa anh Mai phải Long. Nếu anh để ý đó cái Nasdaq á thì nó lại à, nó lại hơi đỏ đúng không ạ? Trong khi yeah. chỉ số Dow Jones đó thì nó xanh. Lý do là bởi vì sáng ngày hôm nay đó à chỉ, Ủa, nó đã bây giờ xanh lại luôn rồi anh. Dạ nó bắt đầu xanh lại như lúc này nó đỏ. À, lý do là bởi vì uh, ngân hàng Bank America và ngân hàng JP Morgan sáng ngày hôm nay báo cáo uh, thu nhập tài chính của họ rất là khả quan uh, trong cái tam cá nguyệt vừa qua. Cho nên uh, thường thường những công ty như vậy đó, nó gọi là Main Street. Còn những công ty mà liên quan đến kỹ thuật đó, thì nó gọi là Wall Street, trong trường hợp này là Nasdaq. Chính vì vậy mà sáng nay chúng ta thấy Nasdaq nó hơi đỏ trong khi Dow Jones thì tăng gần trên 500, uh, trên 500 điểm. Và bây giờ là 40.789 điểm. Kính thưa dạ nếu chúng ta còn nhớ đó cái thời mà dưới cửa thời vừa cụ tổng thống Donald Trump đó, cái thời đại dịch á khi mà à, vào khoảng tháng 3, khi mà ông Trump ra lệnh đóng cửa tất cả mọi à, cơ sở thương mại vì vấn đề đại dịch đó thì chỉ số Dow Jones lúc bây giờ nó rớt xuống 17.000 điểm. 17.000 điểm kính thưa quý khán giả vào thời điểm đó. Rớt xuống thấp hơn cái mức mà khi ông Donald Trump lên nắm quyền làm tổng thống. Thì khi ông rời khỏi tòa Bạch Ốc thì chỉ số Dow Jones lúc bây giờ đã là 20.000 điểm. Và bây giờ từ lúc ông rời khỏi tòa Bạch Ốc là tháng 1 2021 và bây giờ chúng ta đang ở tháng 7, tháng 7 của 2024 tức là khoảng chừng 3 năm mấy tháng trên Mai Phi Long ừ. thì chỉ số Dow Jones nó lên 40.785 điểm tính thời điểm này tức là bây giờ kính thưa gia là 8 giờ sáng của giờ miền và California 11 giờ của giờ miền Đông và 10 giờ của giờ miền uh, Trung Tây thì có nghĩa là gì có nghĩa là chỉ trong 3 năm mà chỉ số Dow Jones tăng gấp đôi yeah. tăng gấp đôi có nghĩa là nếu quý khán giả mà có phô quỹ hồi hưu 41 uh, 401k hoặc IRA thì tăng gấp đôi mà nếu quý vị trong thời gian vừa qua mua những cổ phiếu như là của uh, Microsoft của uh, Amazon hoặc của Nvidia thì bây giờ quý vị có thể có thành triệu phú rồi tại vì tăng gấp ba gấp đôi lần chẳng hạn như Broadcom công ty Broadcom nó split stock split 11 10, 10 trên 1 cứ một phiếu uh, một cổ phiếu thành 10, thành Nvidia cũng vậy 10 trên 1 như Broadcom là Nvidia là hai cái cổ phiếu nó tăng nhiều nhất kinh trong nhà, cho nên chúng ta thấy rằng là dĩ nhiên thị trường chứng khoán nó không phản ánh cái nền kinh tế thật, nhưng nó cho thấy rằng là cái các nhà đầu tư tin tưởng vào nền kinh tế như thế nào, cho nên mà họ mới đổ tiền đầu tư vào chứng khoán, còn không á thì họ đổ tiền đầu tư vào trong cái treasury tức là công phố phiếu hoặc họ mua vàng hoặc là họ mua những cái chứng những cái thứ mà họ chuyển đổi thật nhanh được trong trường hợp này. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay Dow Jones lên hơn. Bây giờ tính thời điểm này 8 giờ sáng kính thưa nhà là 40.785 điểm. 40.785 điểm chỉ số Dow Jones ngày hôm nay vượt con số với con số mà mấy trăm điểm như thế này thưa anh thường tháng anh nghĩ rằng là 41.000 nó có thể nó có thể đạt không? Có thể lắm chứ hả? bây giờ à, là 40, long, bây giờ là 40 yes. à, 41.000 anh còn 300 điểm mà. Dạ còn có 300 điểm thôi. Nhưng mà có người lại nói là Biden lên thì thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và chuyện đó chúng ta không thấy và ngay hôm qua ở trong đại hội đảng cộng hòa mà ngày đầu tiên đó chúng tôi xin mở ra mặt một tí xíu là cứ lên án là biden làm cho nền kinh tế lạm phát làm thế này thế suy <laughs> sụp kia suy sụp suy sụp Nhờ rốt cuộc ngày hôm nay đau chôn bốn trăm 745 điểm đâu đâu đó. 40, 787 điểm. 7, 787 coi như là 4 40.000 gần 800 40, 800 điểm gần cỡ đó. Yeah. À, chúng tôi đó nói cái đó cho nó tròn số. Yeah. Thì cái chuyện này chúng ta nghĩ gì? những người bán than lúc nào cũng than nền kinh tế bị eo hẹp và nói là cổ phiếu của tôi bị rớt có hai chuyện ở đây là một là những người đó không biết đánh cổ phiếu hai là trong cái thời gian mà nó nó giao thời nghĩ rằng là đầu tư vào một số cái chứng khoán thì tự nhiên chúng ta sẽ lời to nhất là trong cái thời mà đại dịch mà kinh tế hoàn toàn nó ngừng tự nhiên có một đống tiền một, một số cái hãng xưởng là nhờ cái tiền mà trợ cấp COVID 19 thì tự nhiên đó tiền từ trên trời xuống tự nhiên cổ phiếu cái đó nó lên nó yeah. thật sự nó chẳng làm ra một cái sản phẩm gì cả nhưng mà trong thời gian đó người ta ào vào người ta mua để người ta kiếm kiếm tiền nhờ cái khoản tiền trợ cấp COVID bây giờ sau đó cứ ôm theo để rồi để rồi chuyện gì xảy ra để rồi nó nó phải đi xuống khi mà thị trường thật sự mở cửa cho nên một số người bị mất stock trong thời gian đó là bởi vì lúc đầu tham vào mà chỉ quên nghĩ rằng là cái cơ bản nhất của của các công ty rằng là sản phẩm của nó có bán được hay không. Dạ. Yeah. Cho nên sau đó cứ đổ thừa nền kinh tế tại đình chứ không đổ thừa lại thừa sự thiếu sót, sự thiếu hiểu biết của chính mình. Dạ. Yeah. Bây giờ rốt cuộc thị trường lên hơn 40.000 gần 41. .000. Bây giờ là 40.802 điểm anh. Đó. Dĩ nhiên Thì... thị trường nó lên xuống lên xuống yes. từ, từ đây đến đến 1 giờ trưa giờ của miền Tây Hoa Kỳ khi thị trường đóng cửa tôi có thấy nó thay đổi mình không biết được yeah. nhưng mà tính tới giờ phút này là 590 điểm đã lên là chính không nhá nó con số kinh hoàng thì trở lại một câu chuyện tí xíu thì yeah. người ta đổ thừa ông Biden đại đại hội đảng cộng hòa ngày đầu tiên những người diễn viên đại những người diễn viên lên đăng đàn đều nói kinh tế Biden lụn bại nhưng mà sáng ngày hôm nay họ coi thị trường chứng khoán thì họ có thể rằng là nhưng mà họ mất đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi anh anh từng tháng họ không có bị suy <laughs> uh, si hết nhưng mà ông Biden là ông gặp những cái chuyện mà phải là khó khăn trong cái cuộc tranh cử à, ngày hôm qua ông có đi lên đăng đàn à, ở trên à, tại nbc với phỏng vấn với phóng viên Lester Holt, thì trong cuộc phỏng vấn đó thì ông cũng đưa ra một số điều về liên quan đến tình hình kinh tế thì à, chúng tôi xin nói một tí để liên quan đến ông biden trong cái chuyện thị trường chứng khoán à, tăng điểm quá mạnh trong ngày hôm nay xin quý vị giữ băng tàng sptn chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại